Thông tin cập nhật về tình hình thời tiết. Ngày cuối tuần, thời tiết Nam Bộ có thuận lợi cho các hoạt động vui chơi ngoài trời hay không? Chị Hồng Quyên. Xin chào ngày mới các quý vị khán giả của miền Tây hôm nay. Về thời tiết thì chúng ta cần phải lưu ý là dự báo chiều ngày hôm nay cục bộ sẽ có mưa to tại khu vực Nam Bộ. Cụ thể là mây dông phát triển và sẽ gây mưa cho khu vực Nam Bộ sau khoảng thời gian là 15 giờ. Dự báo sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng là khoảng từ 15 cho tới 30 mm. Có những nơi mưa trên cả 70 mm, tương ứng với khu vực màu xanh lá ở trên bản đồ như thế này. Quý vị cần phải đề phòng mưa to dồn dập có thể gây ra tình trạng ngập úng cục bộ. Bên cạnh đó, các hiện tượng khác như là sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy kèm theo trong cơn dông. Mưa dông, gió mạnh, đường lại trơn trượt. Quý vị nào mà di chuyển bằng xe máy thì chúng ta nên mặc áo mưa theo bộ để đảm bảo an toàn. Nếu mà mình mặc áo mưa xẻ tà thì không nên trùm áo kín phần đầu xe máy và hãy ngồi lên vạt sau của áo mưa để đảm bảo là tránh vạt sau bị cuốn vào bánh xe cũng như là vướng vào các phương tiện khác gây nguy hiểm trong quá trình tham gia giao thông. Trước khi mà có mưa thì từ sáng cho tới trưa ở khu vực Nam Bộ nắng nhiều. Một số nơi còn chạm ngưỡng nắng nóng như là Phước Long, Thủ Dầu Một, Biên Hòa hay là ở Cao Lãnh 35 độ C. Các nơi khác thì phổ biến trong ngưỡng là khoảng từ 33 tới 34 độ C. Còn tại Phú Quốc thì dự báo là chiều tối ngày hôm nay cũng sẽ có mưa rào rải rác. Còn trong sáng nay thì trời nắng mạnh, cho tới trưa mức nhiệt lên ngưỡng là 33 độ C, nóng rõ. Với dự báo như thế này thì nếu mà chúng ta có kế hoạch tắm biển hay là tham gia các hoạt động ngoài trời, quý vị nên đi vào buổi sáng. Chuyển sang thời tiết biển, khắp khu vực từ Bình Thuận cho tới Cà Mau và Cà Mau Kiên Giang có mưa dông kèm theo gió giật và lốc xoáy nguy hiểm, tầm nhìn xa dưới 10 km.